này thiện hiện đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên học như thế lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát thấy có người cầu xin liền nghĩ thế này nay trong sự việc này ai cho ai nhận cho vật gì do đâu mà cho vì cái gì mà cho tại sao mà cho tự tánh của các pháp đều chẳng thể nắm bắt được vì sao vì các pháp như thế đều rốt ráo không chẳng phải trong pháp không có cho có lấy này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên học các pháp đều không như thế, nghĩa là hoặc do nội không nên không, hoặc do ngoại không nên không, hoặc do nội ngoại không nên không, hoặc do không không nên không, hoặc do đại không nên không, hoặc do thắng nghĩa không nên không, hoặc do hữu vi không nên không, hoặc do vô vi không nên không, hoặc do rốt giáo không nên không, hoặc do vô tế không nên nên không hoặc do tán không nên không hoặc do biến dị không nên không hoặc do bản tánh không nên không hoặc do tự tướng không nên không hoặc do cộng tướng không nên không hoặc do nhất thiết pháp không nên không hoặc do bất khả đắc không nên không hoặc do vô tánh không nên không hoặc do tự tánh không nên không hoặc do vô tánh tự tánh không nên không đại bồ tát ấy an trụ trong không này mà hành bố thí luôn không gián đoạn viên mãn bố thí ba la mật đa do bố thí ba la mật đa được viên mãn nên khi bị người cắt xẻo vật trong ngoài tâm vị ấy hoàn toàn không sân hận phân biệt chỉ nghĩ thế này hữu tình và pháp tất cả đều không thì ai cắt xẻo ta ai bị cắt xẻo ai lại quán không lại nữa thiện hiện ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà xa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các loài hữu tình nên nguyện nhập vào đại địa ngục, vào rồi phát khởi ba cách chỉ dẫn. Ba cách đó là gì? Một là dùng thần biến để chỉ dẫn, Hai là dùng ký thuyết để chỉ dẫn, ba là dùng dân dạy để chỉ dẫn. Đại Bồ Tát ấy dùng thần biến để chỉ dẫn diệt trừ các loại khổ cụ như địa ngục nước sôi, lửa dao vân vân, dùng ký thuyết để chỉ dẫn ghi nhớ tâm niệm của hữu tình để vì họ nói pháp dùng dân dạy để chỉ dẫn đối với họ phát khởi đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vì họ nói Pháp khiến các loài hữu tình ở địa ngục ấy, ở chỗ Bồ Tát sanh lòng tin thanh tịnh, do nhân duyên này từ địa ngục ra được sanh lên cõi trời hoặc sanh vào cõi người, dần dần nương vào ba thừa vượt vòng khổ não. Lại nữa thiện hiện ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà xa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát khi phụng sự cúng tường chư Phật Thế tôn thâm tâm hoan hỷ chẳng phải chẳng hoan hỷ thâm tâm ưa thích chẳng phải chẳng ưa thích thâm tâm cung kính chẳng phải chẳng cung kính